Em ăn bắp đó chị. Đúng rồi, mẹ nào cũng làm, làm nước này nhỏ nữa đó. Ừ. Cái nào? Nguyên Nhơn, Nguyên Nhơn. Vicky Nguyễn. Chứ còn trời ơi, mọi người chưa thấy được cái cảnh mà ngồi trong trong bàn cười khúc khích, mà cười cái kiểu mà dùng cái từ, chỉ dùng cái từ sao ta, bữa mà đang ngồi mà cái đám cười, ba mày cũng có cười nha, cười mà mọi người có biết á, chắc chắn là bên đó đường nào cũng nói chuyện. Cái này đi nói cho mọi người nghe thôi, chứ không phải là đi mọi người cũng cần hỏi gì, nên không có đáng để mà dùng cái từ là quay lại á mọi người. Chắc không có cảnh quay lại đâu, tại vì quay lại quá sợ hãi cái nết rồi. Hôm qua hỏi tới cái vụ là con của Bé Na, con của Loan. Mọi người có biết một điều là bây giờ bé Su với bé Na là ở với Ni. Ni dạy luôn. Nếu mà tin tưởng Ni là Ni gọi là chỉ dạy cho hai đứa con luôn, ở với Ni. Thì Ni nói Ni ở với Ni, cười cái gì mà cười. Tự nhiên cái đám cười khan vậy á. Tại vì hồi xưa giờ không có thấy yêu thương thật lòng, toàn là tham lam không à. Cho nên khi mà hỏi tới bé Na cái cười khúc khích khúc khích khúc khích. Ủa không biết hả? Không biết bé Na ở với Ni hả? Bé Na con của Loan là ở với Ni đó mọi người, ở chung với Ni á, có gì đâu mà cười. Tự nhiên cả gia đình cười. Thì lúc thẩm phán hỏi là tên từng người, khai tên nhân khẩu từng người á, thế là nói vậy thì Ni nói ừ thì ở với Ni, con của Loan ở với Ni bình thường mà. Hồi xưa giờ con Ni, con của mấy đứa bạn Ni cũng ở với Ni, giờ ở với ai? Mày vô cười cả đám cười rồi. Bởi vì Ni không có ưa, Ni không có ưa nổi. Ni không ưa nổi cho nên là khi bâm viết như vậy thì cho Ni bị sốc luôn á mọi người. Ni kêu ủa mày bị điên hả, mày viết cái gì vậy, mày có biết là mày viết đó là nó phải dùng cái từ là giống như mày lấy mày giống như mày đang mày kiểu như mày đang tạt vô mặt tao không, và nó không có hiểu. Ôi, em thấy bình thường mà Ni, cái cảm xúc em thấy bình thường mà, rồi đó biết gì giờ mày đang đi đâu nói chuyện đâu. Tự nhiên hỏi tới đó cái cười à. Cái thái độ vô nhà người ta mà vô thẩm định mà vô rất là vênh váo nha mọi người. Bao nhiêu lần nó không bao giờ bỏ, bà kia y chang. Cho nên có cái sự mà cái sự đấu khẩu với nhau á, kiểu lên rồi lên trên lầu liếc ngang liếc dọc là coi như là liếc hết luôn á. Trong nhà vô là liếc hết luôn vậy đó. Nhờ vậy ba mới khỏe đó má. Bà biết tao lắm, bà biết tao lắm. Có gì đâu mọi người, yêu thương đâu phải một mình nó đâu, rất là nhiều bạn em cũng đi. Ni không có phải nói chứ, em Ni là nó là đứa thứ năm. Mà có một điều lạ nha, có cái một điều lạ vậy nè, năm đứa bây giờ thành sáu đứa, sao năm đứa ta, à sáu, Ánh, Mèo, Xí Muội, mày, bé Ly, Hân. Bé Ly với bé Hân là tám, bé Hân hình như là tám bảy. Bé Ly, con Xí Muội 87 nè, con Mèo 87, Ánh 87, nhỏ này 87 luôn. Tuổi Mèo không? Ừ. Những đứa tuổi Mèo nó ở với mình không? Ở tới xưa, tới lâu dài trên chục năm không á trời? Không phải là cưu mang mọi người, mà là chỉ dạy cho con cái đó. Giống như là học hành, định hướng nghề nghiệp thôi, chứ không phải là Ni cưu mang. Nhưng mà điều có đôi lúc thì ví dụ cháu nó thích cái gì, nít mà nó cũng còn nít mà, ví dụ nó thích cái gì thì mình khuyến khích nó thôi. Ví dụ ở con ơi, con muốn làm cái này, con muốn ước cái gì đúng không, con muốn ước cái này thì con đi sẽ thưởng cho con, nhưng với điều kiện nha, con phải làm tốt.
con hoàn thành tốt nhiệm vụ của con. Ví dụ con học tốt, con học giỏi, ok, con đi sẽ thưởng cho con. Con muốn cái gì là con phải học giỏi, con nghe lời. Con không có được tham lam, con không có được mai mốt con lớn lên không phải con nhìn phải dạy cho nó chứ mọi người. Con không có được nhìn cái này con ngó của người ta là của người ta, không có được ngó của mình mà đi ngó của người khác ở đời đồng sự là không có được. Phải dạy nó ngay từ nhỏ từ bây giờ. Còn những cái đứa lớn mà nó chưa nhận thức được phải dạy nó ngay bây giờ. Tại vì con làm sao con á là cái bản sao mà để cho con coi như là con sống sao để người ta khỏi nói mẹ con ừ con mẹ không biết dạy con. Đó, kiểu vậy đó. Người ta hay nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà đó. Cho nên là ví dụ như có những cái này Ni không hoàn hảo nhưng có những cái nào tốt đẹp thì Ni thương Loan, Ni phải con thương con của Loan rồi. Nó giống như cháu mình vậy chứ. Tại Ni nói với mọi người là Ni không có em. Ni là chỉ có một mình mẹ, ba mẹ Ni cho mình Ni thôi. Cho nên đôi lúc anh Ni mọi người cứ nói sao trên đời này là có người tốt như vậy. Thật sự là nói với mọi người luôn là nó là đứa thứ 6 rồi chứ không phải thứ 5 nữa đâu. Là 6 đứa em của Ni rồi á. Chứ không phải là Ni tốt, không phải là tốt hết. Cái gì trên đời này không ai đi tốt hết. Nếu mà cái tính như con kia thì không ai mà đi ra đời mà gặp nó mà kiểu mà mình có cảm tình để mà mình giúp đỡ hay mình tốt hết trơn á. Nó mọi người đừng có lo là ừ Ni dễ mềm lòng hay là đừng ừ tránh cái này tránh kia. Còn cái này mình đánh giá ví dụ ở cái tuổi mà cái tuổi của Bum á, cái tính cách của Bum á thì Bum không phải là cái người mà nó phản phúc hay là này kia. Vấn đề ở chỗ là em hơi mềm yếu một tí. Thì mềm yếu thì để cho em nó bị vài nhát hoặc là vài trọng vậy đó em nó mới cứng rắn nổi chứ. Cũng đâu có thể nào mà dạy cho em nó uống nắng ngay bây giờ. Nhưng mà cứng rắn thì hơi khổ tâm. Giống như Ni thì cũng đôi lúc Ni khổ chứ. Ni tự cảm giác mà mình biết nhiều quá thì mình khổ thôi. Khi mình có nhiều kinh nghiệm quá thì mình khổ. Chứ đôi lúc thì Ni cũng muốn khóc lắm ấy chứ, Ni cũng như phụ nữ khác thôi. Nhưng mà mình khóc thì còn ai an ủi mình, thì có mình an ủi mình thôi. Mình khóc để làm cái gì, có đôi lúc cũng phải khóc một trận long trời lở đất rồi xong. Chứ cũng không phải là đi than thở rồi, mình than thở được cái gì. Chỉ có mình là người cứu mình thôi chứ không ai cứu mình hết. Cô ba nó đang cái gì vậy? Cô ba bình tĩnh. Còn vấn đề vợ thì không đi, vợ thì không đi, cứ vậy rồi đó, bên đó không có ưa đó, rồi kêu vô tới đồng sở hữu nữa đó, khổ lắm. Ni cũng nói với nó là rồi, Ni nếu mà nó Ni cảm thấy mà ừ ví dụ bây giờ em có bố mà cũng như có ba mà cũng như không có thì tính em mồ côi, thì mồ côi thì bây giờ những người dân thành người ruột thịt thôi chứ gì đâu. Thì cũng có cái chị ba Bình Tinh, có anh Hài Luân, có Niêm Vũ, có Ni, có anh Sang cùng yêu thương em. Chứ có gì đâu mọi người, bình thường. Ni khóc đi, em ôm em hít ra không quỷ. Em mà chờ Ni khóc là hơi bị hiếm á. Đôi lúc thì cũng mệt chứ. Đôi lúc thì nó hơi stress một chút rồi mệt. Mệt cái tự nhiên không có kiểu không muốn làm gì á. Cứ nằm chỗ y chỗ đó mọi người. Người nó ở ngoài á. Loan thì đáng được yêu thương. Thật sự thì Loan không có kiểu giờ Ni nói với mọi người cái tính nói vậy là mọi người hiểu nè. Khi mọi người ra đời mọi người sẽ gặp những cái đứa mà nó sắc xéo, nó quỷ ma, nó kiểu như nham hiểm, rất là sợ. Còn những cái người như nó thì mình rất là an toàn, mình chơi nó thì mình không có sợ gì, mình không có đề phòng gì hết á. Ví dụ có nhắn tin với nó cũng không có sợ, chụp hình lại rồi ghi âm rồi này kia. Hay đi với nó không có quay phim lén, rồi không có mấy cái trò đó, mọi người hiểu không? Cái nghĩa là chơi với nó là bung xỏ hết luôn á, không có ngờ dòm trước ngó sau. Còn mình chơi với cái đứa mà nó nham hiểm á, mình rất là mệt, mình không biết nó đang làm gì cái mình, nó hại mình hay nó có mưu đồ gì, phải dòm trước ngó sau và đối đầu với nó rất là mệt luôn á. Cảm ơn em. Cái giọng cũng vẫn còn ấy nha, cái giọng vẫn còn
còn khen nha.